phòng chống ma túy ở vùng biên giống như một cuộc chiến không giới tuyến. Đôi khi các ranh giới bị xóa nhòa, thật giả, đúng sai, quá khó phân định. Mày đứng trước ông và bố, mày xem mày có xứng đáng không? Cuộc đời của em, anh kệ em đi. Anh cứ lo mà làm con ngoan trò giỏi, chứ xin thi đua, nói phép các kiểu đấy. Chúng ơi, sao lại đánh em như mặt mũi như thế này? Khổ quá, cháu đã làm gì nó đâu. Đây là người ngoài động chân động tay với nó đấy. Có gì thì hai anh em cứ từ từ rồi nói. Trường không dạy được mày, thì hôm nay ở đây, tao dạy mày. Anh bỏ kiểu dạng gái chém tất này đi. Chuyện anh chị chia tay ấy, liên quan gì đến tôi? Hiếu, mà giờ tôi là người chịu hậu quả đấy. Tao yêu cầu mày quay lại trường ngay. Tôi không quay lại. Cuộc đời của tôi tự lo, không kiến ai. Hiếu ơi, mày đứng lại. Chúng cô xin. Bà xin cháu, bà nuôi nó bằng ngần này, bà chưa đánh nó cái nào. Cháu là anh nó đấy. Cháu nhẹ nhàng khuyên bảo em có được không? Ra vị trí tập trung. Bảng dọc tập hợp. Không biết tí chỉ huy có phệt mày không nhỉ? Tao cũng đang mong đây. Mưa thì mưa đi, sấm chớp mãi, sao đấy cả rồi. Nghiêm. Đi trước. Thắng. Thôi. Mệnh lệnh hành quân rèn luyện, hướng hành quân, bắc tây bắc, đường hành quân, từ đơn vị, ra cổng doanh trại, vượt qua rừng sú, tiếp cận điểm cao, 52.5, cự ly hành quân, 10 km, tốc độ hành quân, 4 km/h, đội hình hành quân, một hàng dọc, thứ tự, tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3, lấy tinh thần tập thể rèn luyện cá nhân, nâng cao tinh thần tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Hiếu? Có. Đồng chí Hoàng? Có. Ra vị trí khiêng cáng. Đồng chí Sơn? Có. Đồng chí Toàn? Có. Ra vị trí khiêng cáng. Có. Cơ động hành quân, tiểu đội 1, hành quân. Sao đây? Báo cáo đồng chí là đội trưởng. Đồng chí Hoàng bị trèo chân ạ. Báo cáo đồng chí đây đội trưởng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Được. Đồng chí Thái. Có. Đồng chí cùng đồng chí Hiếu hỗ trợ đồng chí Hoàng đến điểm tập kết. Rõ chưa? Rõ. Đồng chí có thể chuyển cho tôi cầm giúp quân tư trang.
ngào quá. Thế mà phải dậm chân mạnh thế. Chỉ là cái to mồm mà tài. Đồng chí Hiếu, cầm giúp tôi quân tư trang, tôi sẽ dìu đồng chí Hoàng. Đi. Tôi chết rồi. Thế này về điểm tập kết muộn, lại bị phạt tăng gia rồi. Đồng chí Hoàng, có lên tôi cõng. Rõ. Đi. Không ngủ được à? Có muốn nói chuyện một chút không? Chuyện gì? Có chuyện gì mà nói? Tại sao ông lại ghét tôi? Nhìn ngứa mắt thì ghét thôi. Tại sao lại phải vì sao? Thế thì nên đi rửa mắt. Không có nhìn tôi làm gì? Kể cả ông có ghét tôi, hay ông có khó chịu với tôi thế nào đi chăng nữa, hay là ông có đánh tôi, tôi cũng sẽ không đáp trả đâu. Bởi vì tôi sẽ không thể để bản thân mình sai lầm thêm một lần nào nữa. Cái gì cơ? Ông không muốn phạm sai lầm? Vậy tức là ông đã từng phạm sai lầm. Ông phạm sai lầm gì đấy? Là đánh nhau, là cá độ, là tất tần tật những thứ mà ông đã và đang trải qua. Kể cả những việc còn con mà ông cố kéo tôi vào. Biết ngay. Ngay từ cái lần đầu tiên tôi gặp ông ấy, là tôi đã ngửi thấy mùi của người không đàng hoàng rồi. Nhưng mà lại cứ cố tỏ ra là người đàng hoàng, nhưng thực chất lại không phải là người đàng hoàng. Tóm lại, tôi sẽ không thể để bản thân mình mắc sai lầm nữa. Tôi cũng sẽ không làm những điều mà mình cảm thấy hổ thẹn nữa. Ông đã từng hổ thẹn á? Ông hổ thẹn với ai mà phải nuối tiếc? Ơ kìa, nói đi. Mớm cho người ta một tí xong để người ta tò mò à? Yêu đời và mơ được chứa trong tim mình.
nằm trong bên nhau. Đời anh có khi thật nhớ nhà. Ước mơ được sống chung. Úi giời, úi giời. Chân cẳng nhau à? Cũng đỡ rồi. Thế hôm qua mắc võng nằm cùng oan gia, vui không? Tao có thích đâu. Chẳng qua đại đội trưởng có ghét tao mới nói chứ. Mà cũng hay, tao nắm được khá khá bí mật của nó đấy. Bí mật gì? Thằng Thái này á, không phải dạng vừa đâu. Ngày xưa cũng từng một thời ông trời đánh mẹ búa không chết đấy. Cũng chơi bời sai lầm các kiểu. Sai lầm á? Ừ. Cụ thể đi xem nào.